Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc sử dụng cửa chớp lật hay còn gọi là hệ cửa lá sách để thay thế cho rèm vải truyền thống của ngôi nhà đang là xu hướng được nhiều khách hàng lựa chọn. Lắp đặt cửa chớp vừa giúp che nắng, chắn sáng, lưu thông không khí, vừa giúp cho ngôi nhà trở nên sang trọng, hiện đại. Nhưng lựa chọn thương hiệu nào vừa đa dạng mẫu mã, vừa an tâm về chất lượng? Trong chuyên mục Góc nhìn người tiêu dùng hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một thương hiệu sản xuất cửa chớp, shutter và rèm cửa đang được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn. Trong những thập niên gần đây, cửa chớp hay còn gọi là hệ cửa lá sách đã trở thành một trong những sản phẩm rất được ưa chuộng tại thị trường châu Âu, châu Mỹ và các nước châu Á phát triển. Tại Việt Nam, dòng cửa chớp đã xuất hiện trong những năm 80 của thế kỷ trước và được sử dụng rộng rãi. Trong những năm gần đây, cửa chớp dần được nhiều gia chủ yêu thích và lựa chọn thiết kế cho không gian ngôi nhà của mình. Nắm bắt được nhu cầu đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Summary đã ra đời. Summary là đơn vị phân phối độc quyền hệ cửa cửa chớp, rèm sáo, rèm tổ ong, rèm cuốn thuộc thương hiệu Norman USA tại Việt Nam. Thương hiệu Norman được thành lập vào năm 2000 tại Mỹ, tiền thân là xưởng chuyên sản xuất nội thất cửa cao cấp với hơn 40 năm kinh nghiệm. Các dòng sản phẩm gồm có sản phẩm chủ đạo là cửa chớp, shutter và các loại rèm như rèm sáo, rèm tổ ong, rèm cuốn. Ngoài việc cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, Norman vẫn luôn đi đầu trong việc đổi mới sáng tạo, cải tiến chất lượng và nâng cao giá trị sản phẩm. Norman hàng năm cung cấp cho thị trường trên 30 triệu sản phẩm với hình dáng, kích cỡ đa dạng. Chính nhờ sự tin tưởng của người tiêu dùng mà sản phẩm của Norman đã được lan truyền rộng rãi và nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế. Norman là một trong những thương hiệu dẫn đầu về lĩnh vực sản xuất rèm cửa trên thế giới và cửa chớp shutter, hiện đang chiếm hơn 50% thị phần tại Mỹ. Xu hướng thiết kế thi công nội thất hiện nay được người tiêu dùng lựa chọn rất đa dạng và phụ thuộc rất nhiều vào tính cách, thái độ, quan điểm sống cũng như là môi trường sống của từng người, mà mỗi người đều có thể chọn cho mình một phong cách phù hợp nhất. Theo tôi, rèm cửa hiện nay không chỉ đơn thuần được sử dụng để che nắng, chắn sáng, mà còn là một phần nội thất trang trí vô cùng quan trọng cho căn nhà. Và hệ cửa chớp là một trong những yếu tố trang trí nội thất rất phù hợp và mang lại giá trị thẩm mỹ cao, sang trọng cũng như là tôn tạo được giá trị cho căn nhà. Bằng bàn tay điêu luyện tỉ mỉ của những người thợ kết hợp với công nghệ kỹ thuật tiên tiến, Norman mang đến những mẫu cửa chớp, rèm cửa phù hợp với nội thất, từ đó càng tôn lên nét đẹp và tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Trong quá trình nghiên cứu và chọn lọc, Norman sử dụng chất liệu với nguồn gốc thiên nhiên. Các sản phẩm đều đạt được những chứng nhận quốc tế về nhiều tiêu chuẩn hàm lượng formaldehyde, các chất bay hơi hữu cơ và hàm lượng kim loại nặng, không gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Đây được xem là điểm mạnh của các sản phẩm đến từ thương hiệu Norman đã làm hài lòng người tiêu dùng tại các thị trường khó tính và trở thành thương hiệu với tiêu thụ đứng đầu thị phần thế giới. Khách hàng khi thiết kế sản phẩm thì họ yêu cầu về tính thẩm mỹ và công năng sử dụng của sản phẩm ngày càng cao. Yếu tố quyết định làm nên thương hiệu Norman là ở khả năng là họ không ngừng phát triển và sáng tạo cùng với sự tỉ mỉ trong từng chi tiết để đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. Theo tôi thì ngành nội thất trên thị trường Việt Nam ngày một đa dạng và phát triển theo từng phong cách sở thích khác nhau. Công ty Summary phân phối các sản phẩm thuộc thương hiệu Norman tại thị trường Việt Nam với một cái mong muốn là mang đến cho khách hàng một sự trải nghiệm khác biệt. Trong suốt thời gian hoạt động, Norman luôn đi đầu trong việc đổi mới, sáng tạo, cải tiến chất lượng và nâng cao giá trị sản phẩm. Với sự an toàn và chất lượng, cộng với việc bảo hành sản phẩm toàn diện để người tiêu dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng, các sản phẩm thuộc thương hiệu Norman đã đạt được rất nhiều giải thưởng của WCMA, IDEA, Red Dot, được nhiều khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn. Hiện nay, Norman đã có mặt trên 20 quốc gia như Mỹ, Úc, châu Âu, Hà Lan, Nhật Bản, Đài Loan, New Zealand, khu vực Trung Đông, Nam Phi, Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Sau khi biết Norman có mặt tại thị trường Việt Nam và công ty Summary đã phân phối độc quyền cho Norman, thì tôi đã tìm tới Summary và lựa chọn những sản phẩm mình yêu thích. Sau khi sử dụng hệ cửa chớp, rèm tổ ong, thì tôi cảm thấy nó mang lại một cái không gian rất là ấm cúng và cũng mượt mà khi mà mình sử dụng. Và tôi thì rất là thích khi mà mình đã lựa chọn được sản phẩm rất ưng ý cho ngôi nhà của mình.
đi cùng với sự phát triển của thời đại 4.0. Thị trường kinh doanh các mặt hàng nội thất cho cửa sổ như cửa chớp, rèm sáo, rèm vải ngày càng sôi nổi, đa dạng hơn. Vì thế, chất lượng mà Norman tạo ra trên mỗi sản phẩm đều đảm bảo được tính hiệu quả và giá trị lâu dài, mang đến sự trải nghiệm hoàn hảo nhất cho người tiêu dùng.